Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Sơn Trang Trang TV. Bây giờ thì đang là 8 giờ tối của ngày thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024. Và có đôi điều để mà chia sẻ với các bác thế này về hai cái câu hỏi mà nhiều bác có hỏi tôi. Thứ nhất là vị trí Bộ trưởng Bộ Công an thì sẽ thuộc về ai và vai trò như thế nào? Đặc biệt rằng là với vị trí là Chủ tịch nước nữa thì có ổn hay không? Thế thì xin thưa với các bác thế này. Cái việc mà nhân sự làm việc vừa rồi chúng ta có thể thấy là bổ sung ủy viên Bộ Chính trị cộng với cả một cái người mà tưởng như rất là liêm khiết trong sạch như là cô Trương Thị Mai thì cũng vẫn phải rời khỏi cái chức vụ và thường trực ban bí thư và trưởng ban tổ chức và ghi rõ rằng là vi phạm những điều đảng viên không được làm. Thế thì bởi vì tại sao? Là bởi vì rằng là cô Mai cô đã xin từ chức bởi vì trước đó thì đã có một có thể nói rằng là một cái quy định mà chúng ta ít để ý, đó là quy định 144 của Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký cái quy định này. Đó là cái quy định 144 quy định về Trung ương về tiêu chuẩn như là về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Và trong đó thì cũng đã ghi rất rõ là nếu như mà nói nôm na một cái câu đơn giản, tôi thể nói với bác thế này. Ví dụ điểm thứ năm nhé, là nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực, không để gia đình, người thân và những người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để mà gọi rằng là trục lợi, để bảo vệ uy tín danh dự của bản thân và tổ chức đảng, thể hiện văn hóa từ chức khi mà không đủ cái khả năng đó. Xin thưa có như vậy. Thế cho nên ấy, đó là cái mà chúng ta thấy cái quy định là 144 được đưa ra thì nó rất là có thể nói rằng là rất là kịp thời. Và nó mà cái thời điểm đưa ra thì cũng có thể nói rằng là rất có thể thời điểm đưa ra có thể nói rằng là rất sớm. Và cô Mai thì cô đã thấy rằng là kể cả có lỗi nhỏ nhất thì cũng xin từ chức. Thế cho nên trở lại cái câu chuyện ngày hôm nay thì đó là cái câu chuyện mà vị trí Bộ trưởng Bộ Công an thì ông Tô Lâm sẽ không kiêm nhiệm nữa và người ta sẽ thực hiện cái quy trình thứ nhất là miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Sau đó thì là dùng bầu vào cái vị trí là Chủ tịch nước. Thế cho nên ấy, sau này khi mà giới thiệu vào ai vào cái vị trí Bộ trưởng Bộ Công an thì lúc này là thông qua rồi giới thiệu rồi Quốc hội là phê chuẩn. Sau đó là ra nghị quyết, sau đó thì ban hành thì lúc này là ông Tô Lâm sẽ ký với cái vai trò là Chủ tịch nước. Chứ nếu không sau này khi nhường lại ghế Bộ trưởng Bộ Công an cho người khác thì bản thân mình phải chịu, chả lẽ là đi miễn nhiệm chính mình thì nó cũng rất, mặc dù là pháp luật hiến pháp cũng không ghi rõ là không được kiêm nhiệm hay không, nhưng mà như vậy thì nó cũng tạo ra một cái tình huống mà tôi gọi là chéo ngoe và nó mang cái tính chất tương đối là hài hước. Thế cho nên như vậy là ổn, nhưng cái vị trí Bộ trưởng Bộ Công an là cái vị trí vô cùng quan trọng bởi vì như thế này. Và cái vị trí chủ tịch nước nữa, vị trí Bộ trưởng Bộ Công an là cái vị trí mà thật sự là có thực quyền và quyền lực rất lớn, đặc biệt là trong công cuộc đốt lò hiện nay thì chúng ta có thể thấy các đại án lớn kinh thiên động địa, ví dụ như đại án Việt Á, đại án chuyến bay giải cứu, rồi FLC, rồi là Tân Hoàng Minh, rồi là AIC, và đặc biệt các bác có thể thấy là cái vụ án Vạn Thịnh Phát thì có thể nói rằng kinh thiên động địa. Và giống như chúng ta hay nói một câu rằng là nếu như nghĩa là trong cái thời kỳ 10 năm, trong cái thời kỳ 10 năm thì đạo đức suy thoái đến cái mức độ rất là khủng khiếp, và cán bộ mà trưởng thành và lên chức được trong thời kỳ đó thì người ta cũng đặt cái dấu hỏi rất lớn là anh có nọ kia không, có tham ô tham nhũng không, vân vân không. Cho nên nếu như mà rà soát lại trong toàn bộ cái thời kỳ đó để xem là anh có vi phạm, ví dụ như là các bác thì thấy rằng là chủ tịch với bí thư của Đồng Nai chẳng hạn thì đã nhận tiền của nhà AIC và cuối cùng thì cũng bị khởi tố bắt tạm giam ở đây thì cách đây gần 10 năm, cách đây cả 10 năm rồi.
Đó. Cho nên Bộ Công an là quyền lực vô cùng lớn, bởi vì chỉ cần điều tra một số các doanh nghiệp, điều tra một số các doanh nghiệp và một số cán bộ thì có thể là sẽ bóc ra cả một cái mảng lớn. Bởi vì thật sự bây giờ có nghĩa rằng là nhiều bác có comment với tôi rằng là không biết là có ai sai không, hoặc là có ai không sai không. Người ta chỉ nói với tôi với câu rằng là ngoài cụ Trọng ra thì có ai không sai hay không. Đó. Thế thì thật sự là mình cũng không nắm được, nhưng mình cũng không biết. Có lẽ trong hàng ngàn cái vụ án có thể sờ tới thì người ta cũng sẽ sờ tới những vụ án nào đặc biệt nghiêm trọng mà thôi. Chứ còn nếu mà để mà sờ tất thì có lẽ là không đủ. Tôi hay trêu là không đủ cái trại giam để mà chứa từng đấy. À, chính vì cái sự tham nhũng như vậy, suy thoái như vậy, cho nên ngành công an nếu động vào đâu là có thể là mở ra tại đó. Và như vậy thì rõ ràng là cái quyền lực rất lớn. Chính vì thế là cái quyền lực rất lớn. Mà đây là thực quyền, mà thực quyền của Bộ trưởng Bộ Công an. Bởi vì trong Đảng ủy của Bộ Công an thì bị Bộ trưởng là Bí thư Đảng ủy. Phó Bí thư thì là phó, nghĩa là tức là Thứ trưởng thường trực. Ví dụ như hiện nay là ông Tô Lâm thì đang là Bí thư Đảng ủy cơ quan Công an Trung ương. Rồi là Bí thư thì là ông Trần Quốc Tỏ là Thứ trưởng thường trực. Nhưng bên cạnh đó thì có các ủy viên. Ví dụ ủy viên là Chủ tịch nước cũng là ủy viên. Trước đây thì là ông Nguyễn Xuân Phúc, và sau ông Xuân Phúc nghỉ thì là Võ Văn Thưởng thì là nghỉ nghỉ. Và nếu như là đại tướng Tô Lâm mà lại trúng cử chủ tịch nước thì như vậy không biết là cái vị trí bí thư đảng ủy, thì vì chủ tịch nước bình thường trong đảng ủy thì cũng phải giữ cái vai trò quan sát thôi, tức là ủy viên bình thường thôi, thì như vậy là sẽ giữ vai trò là ủy viên hay là kiêm luôn cả bí thư đảng ủy cơ quan trung ương, thì đấy cũng là một cái nó tương đối là chéo ngoe, tương đối là chéo ngoe. Thế rồi chúng ta thấy có cả tổng bí thư Phú Trọng cũng là người trong đảng ủy cơ quan công an trung ương, rồi thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là người trong đảng ủy của cơ quan công an trung ương. Như vậy thì nếu như mà kiêm nhiệm thì thật sự là rất khó để có thể là sắp xếp các vị trí, đúng không? Nó sẽ tạo ra một cái gì đó nó chưa hợp lý cho lắm. Tôi không nói là sai nhưng có vẻ nó chưa hợp lý. Cho nên việc miễn nhiệm bộ trưởng là cái việc mà hoàn toàn cần thiết. Nhưng qua đó thì chúng có thể nói thế này, Võ Trọng đã từng nói một cái câu đó, là phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan phòng chống tham nhũng, và phải kiểm soát quyền lực ngay trong việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đó là quy định 132. Còn quy định 131 thì cũng là kiểm soát quyền lực ở trong cái quản vực là thanh tra kiểm tra. Tức là đây là những cái vị trí có thể nói rất là quyền lực và cần có một cái sự kiểm soát. Và bây giờ chúng ta lại trở lại cái câu chuyện về vị trí chủ tịch nước và cái quy định 144 vừa mới ra. Thực tế, quy định 144 vừa mới ra thì nêu rất cụ thể, rất rõ ràng về phẩm chất đạo đức cách mạng trong cái thời kỳ mới. Và cô Mai thì cô cũng xin nghỉ luôn. Đó. À, vậy thì vị trí chủ tịch nước thì chúng ta thấy cũng là một cái vị trí tương đối nhạy cảm. Bởi vì từ trước tới giờ, thật sự để mà trọn vẹn một cái nhiệm kỳ chủ tịch nước thì chúng ta thấy có mấy người. À, thứ nhất, từ thời xa xưa thì chúng ta thấy rằng là có ông Trần Đức Lương, sau đó là chúng ta thấy có ông Nguyễn Minh Chiết, sau chúng ta thấy là ông Trương Tấn Sang. Nhưng bắt đầu là tới cái vị trí là của ông, cũng là một cái người tiền nhiệm, cũng là thủ trưởng trước của đại tướng Tô Lâm, thì chính là ông Trần Đại Quang. Thì ông Trần Đại Quang thì cũng chỉ đã có được một cái nhiệm kỳ, không trọn vẹn là một nhiệm kỳ, bởi vì rủi ro nó đến thì đã mất. Thế thì theo đó đó thì đó chính là tổng bí thư, thì tổng bí thư là ngồi vào vị trí chủ tịch nước gọi là kiêm nhiệm cho tới hết nhiệm kỳ thôi, cũng không kiêm nhiệm tiếp, bởi vì nguyên tắc là không nhất thể hóa cái việc này. Chính vì thế thì sau này thì ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi vào cái vị trí chủ tịch nước, và cái vị trí chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc thì nó mặc dù là không bệnh tật gì, không gì cả, nhưng nó còn ngắn hơn cả ông Trần Đại Quang, ngắn hơn cả ông Trần Đại Quang, và cũng đã phải rời chức vụ của mình. Thay thế Nguyễn Xuân Phúc thì là ông Võ Văn Thưởng. Thì ông Võ Văn Thưởng
người ta cũng nghĩ rằng là cũng sẽ ngồi vị trí này nó lâu lâu, ít nhất là hết nhiệm kỳ. Thế nhưng mà cuối cùng thì còn ngắn hơn cả so với cả Nguyễn Xuân Phúc. Và đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có một cái vị trí chủ tịch nước. Nếu đại tướng Tô Lâm lên thì hy vọng rằng là sẽ có thể là trọn vẹn một khóa. Chứ thật sự là bây giờ ngay cả phó chủ tịch là Nguyễn Thị Ánh Xuân thì chắc là bà cũng không muốn là phải giữ cái quyền đến tận là 3 lần liên tiếp đâu, đúng không ạ? Thôi thì chúng ta cùng chờ đợi thôi, không biết làm thế nào cả, chúng ta cùng chờ đợi thôi. Và tôi tin rằng là sắp tới sẽ có nhiều cái tin hay hơn để chúng ta cùng có cái phân tích và bình luận. Nhưng mà trên hết thì người dân vẫn mong muốn rằng là chúng ta cần ổn định, kiện toàn cái bộ máy để mà phát triển. Cho nên là khi có giới thiệu hay là đề cử ai vào một cái vị trí nào thì tôi cũng chỉ hy vọng một cái điều rằng là hãy nhớ cái quy định. Tôi lại nhắc lại cái quy định mới ra được ký ngày 9 tháng 5 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, đó là phẩm chất đạo đức của người cách mạng trong cái thời kỳ mới. Đó. Đó chính là chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong cái thời kỳ mới. Và chúng ta phải nhớ kỹ cái câu đó là nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ đảng viên, không để tác động, lôi kéo, cám dỗ tiêu cực, không để gia đình, người thân và những người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi. Bảo vệ, cái câu này rất hay nhé. Không để gia đình, người thân và người khác, tức là bao gồm có thể là trợ lý, có thể là thư ký, có thể là người thân, là anh em, họ hàng, vân vân, rồi có thể ngay cả là bạn bè lợi dụng cái vị trí mình. Bạn bè thôi, chả có quan hệ gì cả, chỉ là bạn bè, bạn xã hội đó, để trục lợi và bảo vệ uy tín danh dự của bản thân và tổ chức đảng. Và đặc biệt rằng là thực hiện cái văn hóa từ chức khi không đủ khả năng uy tín. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là nếu ai mà được giới thiệu đề cử mà không đủ khả năng uy tín thì tốt nhất là cũng nên xin từ chức, nên xin thôi. Bởi vì thật sự chúng ta cũng có nhiều cái vị trí là lên rồi nhưng là phải xuống, cho nên rất là mệt, rất là mệt. Thà dừng lại còn hơn. Cảm ơn các bác rất nhiều.